Chào tất cả mọi người. Đây mọi người, hôm nay thì Hương mua được một cái loại nho. Cái nho này thì lần đầu tiên Hương ăn luôn á mọi người. Đây nè, đó, nhìn trái nó cũng nhỏ xíu thôi mọi người. Thì người ta gọi là nho kẹo á, tại vì nó thơm, cái mùi ăn vô thì nó thơm cái mùi kẹo. Cho nên là cái người bán cho Hương á, người ta nói là cái này là nho kẹo. Với lại cái nho này thì nó không có hạt, với lại là ăn nó sẽ ngọt thanh và cái ngọt của cái vị kẹo á mọi người, khá là đặc biệt đúng không? Hồi trước giờ thì Hương chỉ có ăn nho Mỹ này, nho Phan Thiết, nho Ninh Thuận thôi, rồi hoặc là ăn nho móng tay nè, chứ hồi giờ Hương chưa có ăn cái nho kẹo bao giờ á mọi người. Thì hôm nay Hương muốn mua về Hương ăn, Hương review cho mọi người xem thử. Thì thật ra là cái nho kẹo này cái trái nó cũng khá là nhỏ luôn này, đây nè, có những trái rất là nhỏ, tí xíu 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 nè mọi người, đang nhìn tí xíu mà bằng đầu ngón tay út của Hương thôi nè. Đó, ăn thử một trái nhỏ nha. Khá giòn, giòn với lại ngọt nha mọi người, ăn nó có cái mùi thơm, cảm giác là cái nho này nó thơm. Ngọt mọi người, ngọt giòn với lại là nó không hề có cái hộp nào luôn á. Hương sẽ ăn cái phần đu đủ này trước nha, tại vì cái này là đu đủ nhà nè mọi người, cũng ngọt, nhưng mà Hương sợ là cái phần nho nó sẽ ngọt át cái mùi của đu đủ nè, cho nên là Hương sẽ ăn cái này trước. Nếu mà so về cái vị ngọt của hai cái loại trái cây này thì Hương nghĩ là nho sẽ ngọt hơn á mọi người. Thông thường mình ăn nho thì mình sẽ có cái cảm giác là nó sẽ chát chát ngọt, hoặc là nó sẽ chua chua ngọt, nhưng mà cái nho này Hương ăn là Hương cảm giác là nó rất là ngọt. Nó ngọt hơn so với đu đủ nha Hương luôn á. Này là đu đủ nha ba Hương trồng này. Hôm đi thì muốn lên quay video với mẹ em, nhưng mà phải chăm em mọi người. Bây giờ đang mùa mưa, đang bị ảnh hưởng bão. Hôm nay ăn ngồi này, ăn trong này chứ ngồi kia đang mưa á mọi người. Mưa khá là lớn luôn. Đu đủ mềm mỏng lắm, ăn được cái này rất là tốt luôn nha. Đu đủ có nhiều công dụng lắm. Bây giờ mình ăn nho đi mọi người. Wow. Đây nè, nhìn nó tí xíu à, tí xíu nhưng mà cái trái nó khá là chắc luôn nè. Mọi người nhìn đi, nhìn cái trái của nó nè. Đó, Hương bóp như vậy mà nó cũng không muốn bở luôn á mọi người. Ngọt, thơm. Cái vỏ không hề có cái vị chát nha. Thông thường mình ăn nho thì mình ăn xong cái phần ruột, cái phần nhỏ nó sẽ, cái phần vỏ ấy mọi người, nó sẽ hơi chát chát. Nhưng mà Hương cảm giác là cái nho này nó ngọt luôn, cả phần vỏ luôn. Cái này mua cho con nít ăn là cực kỳ thích luôn, tại vì không có hạt, với lại nó ngọt nữa. Cái nhỏ giòn, nho giòn, cái giòn luôn. Ở Hương thì nho này bán rẻ lắm mọi người, 65.000 một ký. Cái này là bạn Hương bán online nè. Giòn, giòn mà ngọt lắm. Đây mùi thơm, nó thơm thơm cái mùi của kẹo á. Những quả mà chưa chín hung như thế này nè, nó cũng ngọt. Giòn và ngọt lắm luôn á. Nhưng ngồi xuống cho mọi người coi. Nói chung là đi ăn nho với mẹ là thích lắm. Mọi người thích ăn nho này nè. Đây cho đi nè.
Rồi thích ăn nho này đúng không? Hương bảo cho mang máy tủ lạnh cho nó mát mát cho dễ ăn á mọi người. Bạn cứ xin là mẹ cho đi một miếng thôi mà. Thích ăn cái nho này cực kỳ luôn. Thật quá. Giòn không đi, giòn không? Giòn không? Ngọt còn giòn ha. Rất là ngọt và giòn mọi người. Ăn bỏ cái hộp này ra luôn. Thấy xanh ăn không? Thấy xanh ăn không? Sao đi không chào mọi người? Sao con chào mọi người? Con chào mọi người chứ. Mà mọi người ăn chứ. Quên hết rồi mọi người. Lúc nhỏ là hay quay video với Hương lắm, mà bây giờ lớn là ít khi quay. Không bắt. Nói chung là hôm nay Hương làm cái video này á mọi người, để review cho mọi người biết cái nho kẹo này nè. Ăn khá ngon luôn á. Hương thấy là chỉ đợt này là Hương mới mua được cái giống nho, loại nho này thôi, chứ những đợt trước là Hương không có gặp được cái loại nho này mọi người. Nhưng mà Hương mua về Hương ăn, Hương cảm giác là nó rất là ngon luôn. Nó giòn, ngọt và nó thơm nữa. Đặc biệt là trái nhỏ. Trái nhỏ nhưng mà rất là chắc luôn nè. Đó, mọi người thấy không? Rất là chắc luôn, cho nên là ăn nó giòn lắm. Ăn nó giòn, khá là giòn luôn nè. Chị thích ăn cái nhỏ đúng không? Trời, ăn hết rồi mọi người. Anh thích ăn cái nhỏ nhỏ xíu hơn. Anh thích ăn những cái nhỏ nhỏ tí tí á mọi người. Mà những cái nhỏ đó thì mới này mì ăn hết rồi. Đó, rồi bye bye mọi người đi. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.